Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Bên em hôm nay là chiều chủ nhật, Tùng Nguyễn sẽ dựng một đôi loa này và để ngày mai sẽ gửi trên bến xe các bác về tỉnh Thái Bình. Sáng sớm gửi luôn cho anh em. Đây là cặp loa cực kỳ xịn luôn, loa B3. Đấy, cùng loa dán tem gì thì dán anh em nhé. Lưới vuông và dán chống bụi rất là đẹp luôn. Rồi cái lưới này nó phẳng ở mặt trước, nhìn rất là thon. Thùng sẽ sâu hơn các loại thùng khác 2cm. Và cái bát check của nó là các bác nhìn này. Cái màng của bát của nó là màng xếp ly này, gân ba gân này, ốc của nó được chôn gen này. Đấy, hai ống thông hơi ở hai bên này, các bác nhìn phễu này. Đấy, còn đâu cái bát của check của nó, check của nó là con dây dẹp BNC bích mạ vàng 7 màu. Đấy, phễu vuông 2323, phễu rất là to. Và bát của nó là từ 109 con 76, công suất là 300W trên trở kháng 8 ohm. Bên công ty người ta in ở đây 300W, nhưng mà các bác phải đánh đẩy từ 600W đổ lên nhé, tương đương với 24 sò. Model của bác là 12VKF336 Made in China, xương cá chảy đôi. Con này của nó là hàng chính hãng công ty, tiếng của nó rất là hay luôn. Có tem PC bát này, chạm nhún màu vàng, có mã số ở màng này. Con này côn dây nhôm dẹp các bác nhé. Đấy, bình thường các cái dòng bát 30 mà côn dây dẹt thì rất là ít, nhưng con này côn dây nhôm dẹt tiếng hay lắm các bác ạ, sáng tiếng. Thùng gỗ được mà làm bằng thùng gỗ MDF và thùng chôn gen. Mẫu này thùng nó là sơn sần cát các bác nhé, sơn sần cát nhìn nó rất là sang và nhìn nó xịn lắm. Phân tần 004 này, 3 chở nhôm. Đấy, mẫu hàng nắp hàng đặt của bên em, các bác lưu ý cho em là nó rất là đẹp và đẳng cấp luôn. Em nắp hàng đặt cho khách nên là các bác nhìn cái mẫu thùng, cái chất sơn của nó nhìn rất là sang và xịn. Úp cái lưới vào nhìn đôi loa nó đẹp, không khác gì hàng nhập của Trung Quốc luôn. Vì nhà em nắp là nắp hàng cao cấp cho khách mà. Cái đôi loa này có giá 6,3 triệu. Anh em quan tâm đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt mua một đôi loa full 30B3. Lưu ý cho em là cái ruột loa của nó là bát NG336 và tép BNC. Anh em có nhu cầu quan tâm dựng cả tép NG cũng có, thì anh em hãy liên hệ trực tiếp cho em. Còn hôm nay em lên với cả bát NG và tép BNC, các bác liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng nhé.